Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến đầu giờ sáng qua, 10 tháng 8, mưa lũ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đã làm 10 người chết, hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập nước, ước tính thiệt hại trên 990 tỷ đồng. Về nhà ở có 3.717 nhà bị ngập nước, trong đó bị ngập nhiều nhất là tại Lâm Đồng và Đắk Lắk và phải di dời 789 nhà tại Đồng Nai và Lâm Đồng. Về nông nghiệp, trên 18.300 hecta lúa hoa màu bị ngập, trên 4.300 hecta cây trồng lâu năm, cây trồng hàng năm và cây ăn quả bị thiệt hại. Trên 121.000 con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi, 125 hecta nuôi cá truyền thống và lồng bè bị thiệt hại.